Casting là một cái thử thách lớn nhất của bộ phim này. Có thể nói đây là một câu chuyện kinh điển với những nhân vật mà gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Nên là khi nghĩ đến diễn viên để thể hiện được những nhân vật này, đó là một cái điều rất là khó. Cuối cùng á, nó là một cái điều may mắn khi mình tìm được Trần Nghĩa và Trúc Anh. Đây là những gương mặt mới. Cái điều gọi là nhân tố mới trong phim này đối với Victor là một cái điều hết sức quan trọng. Victor muốn thật sự là mọi người tập trung vô cảm xúc và diễn xuất của diễn viên thôi. Victor cũng biết là có những diễn viên thì sẽ nghiêng về kỹ thuật, có những diễn viên sẽ nghiêng về bản năng. Quan trọng ở đây là mình hiểu được cái thế mạnh của diễn viên, và mình sẽ làm sao mình giúp những bạn đó sử dụng những thế mạnh của mình. Nghĩa là một người biết sử dụng kỹ thuật của mình để đẩy cảm xúc. Bản thân Trần Nghĩa cũng đã từng yêu đơn phương, thành ra là để cảm nhận cái tình yêu của Ngạn với Hà Lan, cái cảm xúc đó nghĩ rằng là nó sẽ có sự tương đồng. Còn Trúc Anh ngược lại là một người rất là bản năng. Cái Victor phải tập trung vô là làm sao cho Trúc Anh sử dụng bản năng của mình để thể hiện rõ cái cảm xúc. Trúc Anh ở ngoài đời cũng ít nói, hơi nhút nhát, gương mặt cũng có những nét suy tư và buồn. Chính điều này đã giúp Trúc Anh hóa thân vào vai tốt hơn. Mới đầu Trúc Anh được chọn để cast cho vai Trà Long, nhưng mà sau đó thì đạo diễn Victor Vũ đã cho em casting thêm phân đoạn của Hà Lan. Thì cái lúc đó em mới cảm thấy là thật sự đây là cái vai, đúng là cái vai mà mình thích nhất. Em cảm thấy là em có thể đồng cảm được với cái nhân vật này. Nhân vật Dũng đặc biệt ở chỗ là đây là một nhân vật có thể nói là hơi đẻo, nhưng mà không phải là kiểu thật sự đáng ghét. Cuối cùng Dũng cũng là trẻ con thôi. Victor cảm giác như là khi mới làm việc với Trần Phong thì thấy Trần Phong là một người có kinh nghiệm hơn, có một cái kiểu diễn nó rất là thoải mái, tự nhiên. Hầu như tất cả các diễn viên đều muốn trải nghiệm mình khác so với những gì mình đã làm. Thì bản thân Phong cũng là một trong số những người đó. Dũng là một cái vai mà Phong nghĩ là mình có bước chuyển mình để mình được thể hiện nhiều hơn về mặt diễn xuất. Sẽ có khó khăn á, nhưng mà Phong xem khó khăn đó là thử thách. Cảm nhận của Vân á là Trà Long là nhân vật đáng thương nhất trong truyện. Cô bé rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Mặc dù là sinh ra và lớn lên trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn và không có được hưởng trọn vẹn tình yêu thương á, nhưng mà Trà Long vẫn là một cô bé rất là tình cảm, yêu cái gì cũng yêu rất là hết lòng. Khánh Vân á, thì có một cái độ trong sáng, và Khánh Vân cũng là một cái sự lựa chọn rất là thú vị. Thật ra thì lúc đầu á, lúc Khánh Vân vào casting á, thì thật sự không ai hình dung được Khánh Vân là Trà Long. Nhân vật Hầu là một nhân vật rất là hay và là một nhân vật được anh Victor rất là tâm đắc khi mà đưa vào câu chuyện. Tuy nhân vật này là có thể nói là vai phụ, nhưng mà rất quan trọng trong cái việc xây dựng cảm xúc và tâm lý của Ngạn. Đối với em là lần đầu được làm diễn viên chuyên nghiệp là một trải nghiệm rất là thú vị. Em quá may mắn khi được trao cơ hội thể hiện nhân vật Hồng trên màn ảnh. Hồng là một nhân vật có rất là nhiều tình yêu thương dành cho người khác. Và đức hy sinh của Hồng là những cái mà bản thân em không có được, cho nên em cảm thấy là em có thể học hỏi rất là nhiều từ nhân vật Hồng. Tâm là một người tuy rất là trẻ, nhưng mà cái thần thái và cái cách diễn của bạn đó, mình cảm thấy như là bạn tuy rất là trẻ nhưng mà có một cái chiều sâu. Khi casting, Victor đã bị chinh phục bởi lối diễn mộc mạc, giản dị và chân thật của các diễn viên trong phim của mình. Victor cảm thấy rất tự hào với các bạn. Họ là những người trẻ đầy tài năng. Đây là những vai diễn rất khó, rất thử thách, nhưng các bạn đã hoàn toàn nhập vai và tỏa sáng.